Sau nỗi đau mất cha và bị chấn thương hành hạ, Văn Thanh đang trở lại ấn tượng hơn bao giờ hết tại V-League 2021. Không những góp mặt trong hệ thống phòng ngự 5 người vững chắc nhất giải đấu trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai, mà những tình huống lên tham gia tấn công cũng là điểm mạnh của hậu vệ phải người Hải Dương. Hãy cùng Netsport thưởng thức màn trình diễn đỉnh cao của Văn Thanh. Bệ phóng để chúng ta kỳ vọng, cầu thủ sinh năm 1996 sẽ có 3 trận đấu khởi sắc trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tại UAE vào tháng 6 tới. 2-0 dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Hai bàn thắng chỉ trong vòng có 5 phút. Và đây là gương mặt chấm tư của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Đội bóng của ông đã phải đón nhận hai bàn thua. Washington Roundout sau hiệp 1 trận đấu với Top Line Bình Định, thì đây có lẽ là màn trình diễn trong một hiệp đấu mà người ta nhận thấy là có sự chuyển biến rõ rệt từ Washington Roundout. Và những gì mà huấn luyện viên Katisak đã rèn rũa cho tiền đạo này bây giờ được thể hiện rõ rệt nhất bằng màn trình diễn ở trên sân. Tỷ số là 2-0 dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Hiệp 1 là một đấu chặt chẽ, không có nhiều cơ hội, không có nhiều những tình huống dứt điểm. Nhưng chỉ trong vòng 15 phút thi đấu vừa qua thôi, đã có hai pha lập công đều bằng những tình huống dứt điểm bằng chân trái. Lần lượt là Công Phượng và Văn Thành. Đây chính là đóng góp đáng kể nhất của Washington Brandao kể từ đầu trận đấu. Nhưng chỉ một thôi, cùng đó là pha dứt điểm của Văn Thành đã giúp cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai nhân đôi cách biệt. Và đây cũng là pha lập công thứ hai của Văn Thành trong hai lần đối đầu với Viettel trên sân vận động Hoàng Đế. Một pha dứt điểm quá khó cũng như cách mà Công Phượng đã mở tỷ số. Ở trận đấu mà câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai để thua 1-4 Viettel ở giai đoạn này thì Văn Thành là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng phố núi. Mọi thứ đã thay đổi khá trong vạnh sau hiệp 2 bắt đầu. Và phối hợp quá khó giữa Zaha và Pedro Paulo. Washington Roundout lùi về bên phía phần sân nhà tìm kiếm bóng. Cơi! Văn Toàn! 3-0 rồi! 3-0 cho Hoàng Anh Gia Lai! Đó là cú đúp của Văn Thanh! Rất hợp lý! Một bàn thẫn thờ của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Chỉ trong vòng một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2, đội chủ nhà đã phải đón nhận tới 3 bàn thua. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh. Có thể hiểu được sự thất vọng của các cổ động viên, các cầu thủ Viettel vào lúc này. Hàng phòng ngự với hai trung vệ hàng đầu Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải đã sụp đổ ở trong hiệp đấu thứ hai trên sân Hàng Đẫy. Và lại là Văn Toàn. Anh làm tất cả những gì khó nhất và dành tặng cơ hội cho Văn Thành hoàn tất cú đúp của mình. 3-0. Washington Roundout, người đã mở ra đợt tấn công này, lùi về bên phía phần sân nhà, giành lại quyền kiểm soát và mở ra và phối hợp dẫn tới bàn thắng của Văn Thành. Và bàn thắng thứ 3 này thì nó vẫn giống như một kịch bản của hai pha lập công trước đó. Vẫn là một tình huống tấn công bên phía cánh phải theo hướng của các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Đây là tình huống mà Văn Thành cũng rất tỉnh táo khi không tham gia nhận bóng. Trước đó thì Văn Thành có lẽ đã rơi vào thế việt vị và để cho Văn Toàn băng xuống. Và mình là người kết thúc cũng như ghi tên mình trên bảng tỷ số với pha lập công thứ hai của cá nhân số 17. Không phải, đó là Sâm Hợp Đức. Lại một pha trùng biến hay. Tấn công! Bóng không tới được vị trí của Daniel Silva. Cánh của Hồng Duy đang bị các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh khai thác. Công Phượng. Đường chuyền của Văn Thành. Dẫn đây, cú vào! Đó là Công Phượng. Vào! Áp lực dồn dập. Và vẫn là như vậy, vẫn là fan mình quen thuộc giống như trên sân vận động đấy. Chỉ phút sau khi vào sân, Công Phượng ngay lập tức để lại dấu ấn. Trước đó là pha xử lý cực hay của Văn Toàn. May mắn có thể không đúng về phía cầu thủ mang áo số 9, nhưng Công Phượng đã giúp cho người đồng đội làm trọn vẹn hơn pha bóng vừa rồi. Hoàng Gia Lai vừa lên dẫn 1-0. Lại là Công Phượng. Bàn thắng thứ hai của số 10 ở V-League 1 2021. Văn Thành. Tốc độ của những đợt lên biên luôn được duy trì tốt bởi Văn Thanh và Nguyễn Phong Hồng Duy. Đúng không? Cú bóng!
7 phút thi đấu và bàn thắng đầu tiên. Đó vẫn là pha ăn mừng quen thuộc này. Người dứt điểm là Công Phượng. Và dứt điểm một chạm gọn gẽ đưa trái bóng về phía góc xa. Pha lập công thứ 15 của cầu thủ Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay. Và 9 trong số đó thuộc về bộ đôi Văn Toàn và Công Phượng. Vừa rồi cũng là bàn thắng thứ 4 của cá nhân Công Phượng mùa giải năm nay. Hoàng Gia Lai đang chơi thăng hoa ở V-League. Họ dẫn đầu bảng xếp hạng. Dũng Quang Nho. Trận đấu quá nóng bỏng ở những phút cuối. Penalty! Penalty cho Hoàng Gia Lai. Một cuộc rượt đuổi như phim hành động. Những diễn biến mà không ai có thể ngờ tới. Penalty cho Hoàng Gia Lai. Quả đá phạt 11m ở những phút đá bù giờ cuối cùng. Hoàng Gia Lai có cơ hội từ quả đá phạt 11m. Người ngăn chặn quả tạt của Văn Thanh. Đó là Wesley. Công Phượng và thủ môn Đinh Xuân Việt. Công Phượng bóng đi vào chính giữa khung thành và đó là bàn thắng mang lại sự bùng nổ. Sự bùng nổ cho các huấn luyện của anh Gia Lai. Quá vất vả để có được bàn thắng này. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng bởi một trận hòa sẽ giáng mạnh vào tâm lý thi đấu của anh Gia Lai trong những vòng đấu sắp tới. Họ tưởng chừng như đã mất gần như là tất cả. Nhưng cuối cùng thì vẫn có được bàn thắng quyết định này. Và thậm chí là cả tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương cũng sẽ có mặt trên sân. Năm sự thay đổi người của anh Gia Lai. Kiên quyết rời sân để nhường chỗ cho Vũ Văn Thành. Tình huống đối đầu giữa Văn Thành và Thanh Nhã. Văn Thành để giúp cho Hoàng Gia Lai có được bàn thắng của mình, tỷ số 1-1. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 86 và bàn thắng chỉ đến với Hoàng Gia Lai trên chấm phạt đền. Trận đấu đã có tỷ số hòa và bây giờ khoảng thời điểm còn lại vẫn là những sức ép được tạo ra từ các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Ở những thời điểm quan trọng. 3-0 rồi. 3-0 cho Hoàng Gia Lai. Đó là cú đúp của Văn Thanh. Rất hợp lý.